Vâng, mến chào cô chú anh chị đã đến với kênh Bờ Lóc Ốc Tiêu. Bờ Lóc Ốc Tiêu đang quay tại bên hông nhà của chị Hồng Loan nhé, cô chú anh chị và các bạn. Bên hông nhà chị Hồng Loan thì có khá là nhiều chim bồ câu luôn. Khá là nhiều chim bồ câu nhé. Từ khi tụi năm mắt á, là chim bồ câu từ đâu bay đến nhé, cô chú anh chị và các bạn. Như là xo dịu cái tấm lòng thương thương mến cha của chị Hồng Loan nhé, rất là cảm động luôn cô chú anh chị và các bạn. Chim bồ câu dạ. À, cô nói là có ai ăn bánh cuốn giùm cô không thì lại đây ủng hộ giúp cô nhé, cũng như là cô rất là dễ thương luôn cô chú anh chị và các bạn. À, cũng như là chị Hồng Loan á, thương cô dữ lắm cho nên ngày nào cũng ra ủng hộ cô hết trơn. Dạ, cho nên cô chú anh chị có đến số 5 đồng điểm nhà chị Hồng Loan á thì nhớ mua giúp cô những tấm vé số cũng như là ăn giúp cô một dĩa bánh nước nhé cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày an lành hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, cũng như là những khán giả đang coi kênh Bờ Lóc Ốc Tiêu có một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công trong cuộc sống nhé. Cô rất là dễ thương. Đang là mấy con Hồng Loan thương cô lắm, gia đình cổ cũng thương cô, cho cô ngồi bán để chú cô. Anh vậy cô ngồi ở đây bán lâu chưa cô? Bán bây giờ không có nhớ nữa con trai ơi. À, cũng bán lâu rồi đó. Là từ lúc cậu Nam Vũ Linh còn ở nhà phải không cô? Lâu lắm rồi đó. Dạ. Cô nói cô bán từ lúc hồi Nam Vũ Linh còn sinh thời nhé cô chú anh chị và các bạn. Cô có thấy hồi Nam Vũ Linh ở ngoài chưa cô? Nên đến đến Hồng Loan đi. À, dạ. Vâng, cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi kênh Bờ Lóc Ốc Tiêu nhé. Hãy tiếp tục theo dõi kênh Bờ Lóc Ốc Tiêu để biết được nhiều thông tin về nhà chị Hồng Loan, nhà cụ cậu Nam Vũ Linh nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, nhà của chị Hồng Loan thì bây giờ rất là bình yên luôn. Bữa nay hình như không có chị làm đồ ăn cho chị Hồng Loan, cho gia đình chị Hồng Loan nhé. Cũng như là những những bạn làm cho chị Hồng Loan nhé cô chú anh chị và các bạn. À, nghe một nguồn thông tin là chị Hồng Loan đang ở trong nhà đó cô chú anh chị và các bạn. À, còn anh Hải chồng của chị Hồng Loan thì đi qua bên shop Bun Bun rồi nhé. À, tối ngày hôm nay thì lúc 8 giờ thì chị Hồng Loan sẽ hát ở sân khấu Trống Đồng. Hát ở sân khấu Trống Đồng nhé cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn ở trong thành phố á, thì có quan tâm đến chị Hồng Loan á, thì đến sân khấu Trống Đồng trước 8 giờ nha cô chú anh chị và các bạn. Thân rất mong cô chú anh chị thương yêu kênh nhé. Là cô rửa đồ ở đây xong rồi cô mới dọn về. Dạ. Chú Ngân Tấn thì hồi lúc trước có đốt nhang tại chỗ này nhé cô chú anh chị và các bạn. Chú Ngân Tấn có đốt nhang tại chỗ này.
À, con gấu bông, con gấu bông thì ở đây nhá cô chú anh chị và các bạn. Con gấu bông ở đây thì lúc trước nó cũng có góp ở đây rồi nhá. Lúc trước nó cũng có góp ở đây. Con rất mong cô chú anh chị đã thương yêu kênh nhé. Vâng, cô chú anh chị thân mến, cho kênh một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để kênh lúc nào cũng có động lực để làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hôm nay là một ngày cuối tháng, là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nha cô chú anh chị và các bạn. Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, 1/5 là ngày quốc tế lao động. Ốc tiêu đang quay tại nhà tiệm lau nhà cụ còn 5 rưỡi lên nhé cô chú anh chị và các bạn. Thì tối ngày hôm nay chị Hồng Loan có rất là nhiều kế hoạch. 1/5 không biết chị Hồng Loan có hát ở đâu không nữa. Vâng, bây giờ cô thì dọn về nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, đây là số 5 đầu nghị điểm nhé. Dạ. À, cô bé bánh nước ở đây rất là dễ thương luôn cô chú anh chị và các bạn. Lúc trước thì ốc tiêu đến đây nè, cô thường mua nước đồ này kia cho uống. Cô giúp cho anh chị cô. Phần video clip của tiêu cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong khoảng thời gian tiếp theo của kênh Blog Hot Tiêu quay tại nhà chị Hồng Loan.